Bởi vì khi tôi lớn lên là sinh ra lớn lên tại cái quê hương đất thép này. Dạ. Nhờ lẽ ra tôi đi bộ đậu sớm nhưng các anh không cho tôi đi bộ đậu sớm. Vì nhiệm vụ tôi á, đặc điểm ở đây á, nó có nhiều cái thằng tên ác ôn mà phải giao nhiệm vụ á, là phải ám sát được một trong những cái thằng đó thì mới được ra, chứ còn không thấy chậm ra. Cho nên anh đây nói là lính kiện thằng kỵ, lính con rắc con dám là ai cũng ớn. Nó từng moi ruột của ngơ mình cộng sản để nó lấy nó ăn thôi. Cho nên từ chỗ đó sở dĩ có nhiều người nói đồng dù, người ta không hiểu cái đồng dù thế nào. Bởi cái đồng dù đó là hầu xưa ở dưới Tân Sơn Nhất á, nó lên nó tập nhảy dù, nó tập nhảy dù. Thì bây giờ lính lúc đó vì tôi coi trâu mà hầu tôi coi trâu lính nó nhảy dù mà tụi tôi trông làm sao cái cây dù nó rớt trên đọt tre là tụi tôi mừng. Bị khi rớt đọt tre thì tụi tôi là lúc nhỏ tụi tôi có một cái cây tre rất cao, tụi tôi làm cái thang, tụi tôi bắt lên trên đó để tụi tôi gỡ phụ cái cây dù đó. Thì khi gỡ được cây dù đó nó xin nó cho đựng cộng dây dù là lúc đó là mừng dữ lắm. Hồi xưa trong chiến tranh mà cái loại dây mà để cột xe bò xe trâu để kéo rôn là hiếm lắm, khó lắm. Cho nên mà xin được sợi dây dù đó là rất là trong một tuần một tháng mà được sợi dây dù là ngon rồi, là tốt rồi. À, đến năm 64 là Mỹ nó mới vào đây ào ạt, nó đóng quân ở đây. Đóng quân ta gọi là cái đồng dù, hiện nay gọi là đồng dù. Khi loại lính sư đoàn 25 tia chớp nhiệt đới của Mỹ nó vào đóng quân đây. Thì lúc đó mới bắt đầu đóng quân ở giữa đó, bắt đầu nó mới lắng dần ra, nó ủi nhà dân. Thí dụ ở đây cái đồng dù này là nó rộng hình như là gần một hơn 1000 là hecta đất. Nó lắng dần, nói chung là nó lắng chung quanh của mình, nó mở rộng ra. Thì lúc đó là nó đóng quân ở đây. Sau khi ký hiệp định Paris năm 73 thì nó giao cho sư đoàn 25 Ngụy, cũng sư đoàn là chủ lực của Cộng hòa, quân lực Việt Nam Cộng hòa ở đây. Thì bây giờ là tôi khi mà lớn lên là bắt đầu ở địa phương, là bắt đầu tôi có một cái ít văn hóa, rút tôi lên làm ban giáo dục ở giáo dục của huyện, là dạy văn hóa cho các cháu như địa đạo mà dạ, dưới hầm địa đạo á. Cho nên hai lốt này ông ở là ban văn hóa thông tin, tôi là ở cơ quan tuyên huấn của huyện, rồi bộ phận giáo dục đó. Nói chung qua lại sau khi là đến năm 73 đó là tôi xin ra bộ đội. Ra bộ đội thì tôi gặp ông này là tiểu đội trưởng tôi nè, về đại đội 3 ở địa phương Củ Chi. Nó có 3 đại đội: đại đội 25, đại đội 7, đại đội 3. Mà đại đội 7 thì chịu trách nhiệm cái hướng An Dương Tây, An Phú, Phú Huy Hưng, rồi kể cả Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Phước Thạnh, Phước Hiệp, Thái Mỹ. Còn ngay đại đội 3 gồm Trung Lập ở phần Trung Lập Hạ với này, rồi Phước Hiệp, rồi vòng vòng ở khu vực và đại đây. Còn đại đội 25 gồm có Phú Hòa Đông, An Dương Phú Hòa Đông, rồi Tân Hạnh Tây, Trung An, Hòa Phú, Bình Mỹ, rồi Tân Hạnh Đông. Đó là 3 đại đội. Thì tháng 3 năm 1975, cái tình hình, cái yêu cầu lúc đó là yêu cầu địa phương phải là làm cho được một trung đoàn. Thì bây giờ lấy 3 đại đội này là chủ lực, rồi rút cơ quan ra, kể cả anh Út là anh ở cơ quan, tôi cũng ở cơ quan, ở địa phương của đại đội 3. Chỗ ông này là tiểu đội trưởng của mình, cái thành lập gọi là trung đoàn đất thép Củ Chi. Lúc đó ông Tâm Sơn là người Củ Chi, ổng là chú ruột của anh Ba Chia, ổng là trung đoàn trưởng. Ông Nguyễn Văn Thắng, ông Năm Thắng, ông Năm Ngó là chính quỹ trung đoàn. Trong đó là rút cơ quan ban ngành ở xã địa phương lên. Lúc này là tiểu đoàn 1, là tiểu đoàn đó khi xuống đường là chuyển qua cảnh sát bảo vệ. Cảnh sát bảo vệ ở thành phố gồm ở chỗ Đài Phát Tiếng, Tân Bình, rồi thậm chí đưa đi đường sắt và đường sông cũng có. Tiểu đoàn 2 lúc này mới nhập thêm 180 của đơn vị R, gọi là Trung ương Cục miền Nam, về thành lập trung đoàn công an biên phòng với tiểu đoàn 3 đó. Là tiểu đoàn 3 hầu tiểu đoàn 3 anh Bảy Thôn làm tiểu đoàn trưởng nên lúc tiểu đoàn 2 hình như tiểu đoàn 2 là ông gì, ông sáu ký ông gì tiểu đoàn 1 ông Mười Hùng với ông Tám Thiện, tiểu đoàn 1 ông Mười Hùng. Bây giờ tôi là trợ lý quân lực của trung đoàn, thành lập ở tại Ngọc Trạch Sơn. Anh sáu phó á, ông sáu ký á, chính trị viên. Dạ tôi phó. Anh Út này ở tiểu đoàn 2. Sau đó bởi vì cái một cái điều tôi là trợ lý quân lực kiêm thêm quân ký, xuống đường là mấy anh không cho tôi về trung đoàn mà nhập về huyện đội. Vì lúc xuống đường là cứ súng mà anh cán bộ trung đội trở lên là một cây, một con dòng con cỡi, khẩu súng AK với khẩu súng ngắn. Như vậy là trang bị cho mấy anh lúc đó là nhập ở tên về là nó dư. Cái súng cũ là bỏ lại hết, súng mới là đưa trang bị cho anh em. Cho nên cái kho tôi hơn là
500 khẩu súng, tôi phải ở lại tôi giữ cái kho. Tôi phải ở lại tôi giữ cái kho, cho nên cuối cùng tôi không theo mấy ông này. Tôi ở bộ đội địa phương. Ở bộ đội địa phương cho đến năm 78 là mấy đưa tôi học trường sĩ quan chính trị Văn Ninh. Nói ngay trường đại học Thủy lợi Hà Nội ngay chỗ đó là tôi ở đó cả mấy tháng đó, tôi có con dượng ở đó mà. Con dượng ở đó nuôi chỗ học trường đại học, chỗ trường sĩ quan chính trị Văn Ninh ở trên thị xã Văn Ninh. Qua cõi ngay chỗ cầu treo sông Đuống đường đi về Mẹt luôn. Tôi ở nào sau đó tôi trở về Nam tôi công tác về ở bộ tư lệnh thành, rồi bắt đầu mới trở về huyện. Rồi đến năm 2000 điều tôi về quân khu. Về quân khu tôi đâu có biết kinh làm kinh tế, nhưng mà về mấy anh nói bây giờ tao giao mày nhiệm vụ làm công tác chính trị kinh tế, kinh tế chính trị. Tao bây giờ mày làm bí thư đảng ủy. Tôi nói thì giao mày làm. Tôi về dưới nói cho có, về với cái ngành dệt may. Lúc đó là tưởng chừng là tụi tôi phá sản rồi, nhưng mà về là may là chỗ đồng chí giám đốc đó, là người Nghệ An, tôi là người Củ Chi, hai anh em ngồi bàn trở lại tình hình đơn vị mình vậy thì anh em của mình cố gắng làm thế nào. Sau đó hai anh em tụi làm thành công, phải nói là cái công ty dệt may mấy cổ phần quá hồi đầu năm nay, chứ còn nếu mà đẩy trở lại nữa thì tụi tôi sẽ đầu tư, tụi tôi làm tốt, cho nên giờ cổ phần quá rồi công ty dệt may tụi tôi. Khi mà tôi về tôi làm kinh tế đó, tôi cho các anh nói chung là những đối tượng chính sách ở về Hà Nội nói chung mà kể Nghệ An nói riêng, tụi tôi cho gần 100 căn nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Củ Chi tôi cũng mang về cho là khoảng 52 căn, 52-53 căn. Thì nói tóm lại tụi tôi làm kinh tế được thì ở các cái đối tượng chính sách người ta biết đến yêu cầu thì tụi tôi sẽ giúp thôi. Yeah. Thì báo cáo chị vậy. Thì đây ông anh Út này là ông bậc thầy anh em tụi tôi. Mà trong chiến tranh thì bởi vì hồi xưa người ta nói giặc đến nhà đồng bà cũng đánh, chị Út là cũng người cách mạng. Mà bởi vì tôi nói cái đồng dù này, tôi nói thật với anh, khi tụi tôi tấn công vô cái chỗ láng này là trung tâm huấn luyện, mà khi tấn công vô là dự kiến đồng dù này bắn khoảng 3.200 quả đó, nhưng mà bắn là khi nó có khoảng chừng 300 quả là nó tháo chạy. Mà khi tháo chạy là cái thằng chuẩn tướng Lý Tùng Bá nó mới giả dạng là người lính thường, mặc bộ đồ bà ba đen ra là gian chỉ cho cái đội nữ du kích của Chi Bắc, chuẩn tướng Lý Tùng Bá. Còn đại tá Tư sau khi thất thủ Trạng Lớn sư năm mình Lý Tùng Bá cho nên là thằng đại tá Tư ở trên sư năm nó vừa về nó về là sau là nó cắt cánh nó bay đi luôn, chứ nếu nó đáp xuống đồng dù thì nó không thể lên được đại tá Tư. Cho nên chuẩn tướng Lý Tùng Bá máy bay không lên được, cho nên nó mới còn ở lại bắt chuẩn tướng. Khi giải phóng tụi tôi bắt là gần 200 sĩ quan, hầu sĩ quan Đà Lạt nó đào tạo căng cơ lắm chứ không phải như mình đâu. Nó thể hình về chiều cao, nói chung là tôi nói người đẹp, mà nói chung đời sống của nó ấy ấy lắm. Cho nên tụi tôi tiếp quản cái đồng dù này. Khi đồng dù này có hai đơn vị của 320 với lại là cư sư chính tiếp quản này, 30 của phủ bộ. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại đất thép Củ Chi, tại nhà riêng của bác Vương Văn Hùng, một nhân vật của Uy Linh Việt Nam mà chúng ta cũng đã có lần gặp trong giao lưu tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng rất cảm thấy phấn khích khi mà về đến đây thì được gặp những người con của đất thép Củ Chi, và chúng ta sẽ cùng làm quen với từng người. Trước hết thì xin giới thiệu với các bạn, phu nhân của bác Hùng là bác Nguyễn Thị Lớn, là một thôi chút nữa thì bác Lớn sẽ giới thiệu về bác. Tôi thì ngay khi gặp đã có một cái thiện chí, bởi vì tôi đoán là ngày trẻ thì bác Lớn rất là xinh. Một người nữa là bác Trương Quốc Minh, thì chắc chắn một điều đây là một du kích của Củ Chi, và du kích Củ Chi thì khá là có tiếng. Bác Nguyễn Văn Hoa, vâng. Và ngay khi vào, mặc dù chưa đặt vấn đề cũng chưa giới thiệu, nhưng mà các bạn cũng đã được nghe bác Trương Quốc Minh nói một cách rất là cơ bản trong một cái thời gian rất ngắn. Và qua câu chuyện của bác Minh thì tôi bỗng nhiên hiểu rằng cái tên Đồng Dù có lẽ là nó có từ cái chỗ mà những người lính tập dù ở đây theo câu chuyện của bác Minh,
Và ngay chỗ tôi ngồi đây, về phía trước mặt chỉ khoảng độ hơn 100 mét thôi là cái hàng rào đầu tiên của căn cứ Đồng Dù. Và cái hình, những cái hàng rào bảo vệ căn cứ Đồng Dù hàng trăm mét về phía tiếp theo. Và chúng ta thì đang theo dõi một cái cuốn lịch sử của tiểu đoàn đặc công 28, tiểu đoàn anh hùng. Và họ, trong những chiến công của họ thì có cái trận đánh tại căn cứ Đồng Dù. Và tôi cũng không nghĩ là mình lại đến được đây. Chúng ta sẽ cùng xem quang cảnh của căn cứ Đồng Dù bây giờ như thế nào. Và trước khi vào đây thì chúng tôi cũng đi qua một cái khu công nghiệp rất đẹp. Và các bạn thì sẽ nhìn thấy nó ở trên camera hành trình của Liên minh Việt Nam. Còn bây giờ xin nhường lời cho các nhân vật của chúng ta. Và rất mong các bác làm sao để có thể tái hiện lại được quang cảnh của một cái địa đạo Củ Chi, của một cái vùng mà được gọi là đất thép Củ Chi, ngay sát nách thành phố mà chúng em đi từ đấy xuống đây mới ăn sáng. Có nghĩa là nó rất là gần. Và mặc dù ngày xưa chắc đi nhanh hơn, bây giờ thì đường tốt hơn, nhưng đi rất chậm bởi vì cực kỳ đông. Thì cũng xin các bác là hãy giới thiệu với khán giả của Uy Nguyên Việt Nam cũng như là chúng em được biết về cái mảnh đất Củ Chi của mình, cuộc sống, con người, chiến đấu và sinh hoạt dưới thời mà còn chiến tranh trước năm 75. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau năm 75, lấy cái năm 75 làm mốc. Và em sẽ cũng rất là muốn biết cuộc sống bây giờ của mỗi người dân ở đây, của cái quê hương mình so với trước kia. Vâng, xin mời các bác ạ. Anh giờ người tôi đại diện tôi nói là dạ. Không có cái gì. Dạ, bổ sung. tôi nói lại cho rõ là tôi trước là công tác binh dặn, thấy tôi mang cái lo đi Pháp kêu gọi lính Mỹ á, nhiều anh em cứ nghĩ tôi là tiên quân, nhưng mà thực tế là binh dặn. Ngay bên này cũng còn tưởng tôi là tiên quân. Thì hồi trước á là cái chỗ này cái đồng đất rộng ở trên dưới 600 hectare. Thì tụi người Sài Gòn hồi mới bị diệm á, nó mới lên đây nó nhả dù. Thì cái đồng trắm họ chỉ trồng trĩa hoa màu đậu phộng rồi kia là nó trắm vậy. Thì nó mới lên đây nó tập nhả dù thì mới gọi là đồng dù. Nó có từ cái thời kỳ khoảng năm 960 gì đó là nó bắt đầu có rồi đó. Hồi xưa tôi đi học cái trường Minh Tân ở Bắc Hà đây á, thì cứ bữa nào nhảy dù có hồi không có học á, thì chạy vô trong đó để mà coi đứng nhảy dù. Nhảy dù nó bay, có khi nó bay lên số mới trên đây nữa, là nó bay tứ tung hết. Nhưng mà gió luôn và còn bình thường nó trong cái phạm vi của nó. Thì tới cái lúc mà tôi đi tham gia kháng chiến đó, thì vô đầu tiên đó, là cơ quan tôi đóng ở Cầu Cạp. Cầu Cạp tức là nó cách khoảng ruộng có con suối, suối đó kêu bằng đó là đi xuống dưới là mấy kia thì nó nấu vô kêu bằng kinh lắng the. Kinh lắng the thì nó lên tới đây nó đi lên múc ở trên tới xuống là thượng rồi. Thì tôi ở chỗ Bầu Cạp đó thì cách cái đồng dù đó cỡ khoảng chừng nước tính đường thẳng đường chim bay cỡ khoảng chừng 2.5 cây. Thì như vậy tới lúc mà năm 65 Mỹ nó vô nó đổ quân đó thì cứ sáng sớm máy bay nó bay vô, nó bay vô cái cà nó mở rộng. Đầu tiên thì ở sân Tân Sơn Nhất, nó vô là Tân Sơn Nhất. Bắt đầu nó đi cà. Nó đi cà hồi năm 65 nó đi cà, sớm mai máy bay trực thăng nó bay cứ một tốp về cỡ chừng 15 20 chiếc. Mà nó bay hết tốp này tới tốp khác. Hồi tôi cơ quan tôi là cứ nó bay ngang, bay thấp lắm, bay cái tầm cỡ chừng trực thăng. Trực thăng. Bay trực thăng. Bay cỡ tầm 200 mét hay bề cao à. Chúng mà sáng sớm nó bay lên đó, thì trong cơ quan tôi có mấy khẩu CKC với lại súng trường Mã Đỏ đó. Tôi cũng xách khẩu ra tôi bắn. Mà cứ
nó bay á, còn cách mình nó cỡ chừng 100 mét á, thì đưa cái súng này bắn. Bắn nó tới chừng bay ra, bắn cái phải lên đạn cái mà. Bay ra đây bắn phá, bay qua khỏi bắn phá. Mà bắn riết là sưng tay luôn á. Cứ lên đạn, bằng đầu còn dầu mỡ thì nó nhẹ. Nhưng mà tới chừng nó cháy khô rồi thì bắt đầu rít lên nặng lắm. Mà tôi bắn cỡ mười mấy viên vậy á, thì bữa đó trong cái số anh em bắn, cơ quan tôi là bắn nhiều nhất, thì bữa bắn rớt chiếc, lên tới một cúc rớt mà không biết ai bắn trúng cũng không biết. Thì thấy rớt là nó rớt thôi, chứ cũng không có ai bó công ví dụ mà rớt đó đâu. Thì nó vậy là nó chiều đó nó đưa quân về, nó đóng ở Đồng Dù này luôn. Nó đóng Đồng Dù thì bữa đó là cái bữa hình như là 28 Tết năm 65 mà tôi không có nhớ cụ thể là cái ngày dương lịch là ngày mấy. Vì cái bữa đó là cái bữa chiều đó, đó là tôi mới đi về quê tôi Thái Mỹ về đặng ăn Tết. Từ ở bên Bồ Cạp á, băng qua cái đồng suối Bồ Chứa qua ấp Xóm Ái đây á, thì chờ đó là đi theo anh em á, đi anh em Giao Liên á đi về. Mà bữa đó là cái Mỹ nó đi trên đó, nó về ngang tới trên cái xóm Lỹ này, nó đốt nhà nhiều lắm. Thì tụi tôi ở trong nó cỡ chừng cây số à. Rồi tới chừng nó qua khỏi rồi á thì đi về. Bữa đó thì Giao Liên không có đi, nó mới để tôi tự một mình tôi đi. Đi phải qua quốc lộ 2 mà. Thì bữa đó là tự mình cũng đi á, thì có đoàn chiếu phim của khu đi về chiếu phim ở quận Nhà Bè chiếu trong dịp Tết. Thì anh em không có Giao Liên đi á, mới lần hoàng đó mới nghe nói tôi đi, thì anh em mới hỏi thăm, thì tôi nói đi theo tôi dắt đi. Mà tôi dắt đi qua tới Bìa Bưng đó, là đi qua Long An mà cho Đức Hòa đó. Thì qua đó mấy anh tự túc chứ tôi không có trách nhiệm, mà cũng không rành, không hết, không biết đường đi nữa. Thì tôi biết ở trên đó, chỗ đó là cái cơ sở anh em ở đó đó, thì mấy ông chịu đi theo. Thì tôi dắt đi qua lộ rồi á, tôi đi về á, quê tôi Thái Mỹ. Còn mấy ông tôi chỉ đó, giờ có bóng đèn leo lát đó, là ngày đó cách Đồng Vân cỡ khoảng cầu 4 cây số mà nước tới quần rồi nè, mà khiêng máy phát điện đồ này kia nặng nề lắm. Là mấy ông tự đi rồi tôi cũng không biết đi nó tới đâu ra sao, không biết, còn điều chắc yên ổn không có nghe gì. Thì tôi về quê tôi, thì như vậy là nó bắt đầu nó đóng, nó càng cái bữa lên trên Bột Cúc, Bột Kính của cái vùng giải phóng của mình đây á. Thì bữa đó là anh em đó là bắn, nói chung thiệt hại cũng nhiều rồi nha. Bữa đó là chết cũng hàng trăm, 50-70 tên gì đó. Rồi máy bay cũng rớt mấy chiếc, rồi xe tăng rồi đó. Cái đó du kích đánh thôi, xe tăng cũng cháy mấy chiếc. Mà hầu đó là sau đó là có cái phong trào gài trái, cứ đi lộn trái pháo nè, bom nó lép á, là mình mới moi lên mới nấu lấy thuốc ra làm dầu vô cái gò cái trái mình có lớn như này. Xe tăng mà cán vô đó thì kể như là tan xác luôn. Thì như vậy là sau này có phong trào đánh trái, có cái nổi danh là cái chú Ba Nì á, là ổng cứ nghe Mỹ vô là gánh hai cái trái đi đào lỗ đằng chôn gà. Rồi tới thời kỳ sau nữa đó thì có anh hùng Tô Nhân Trực á, là ổng mới gài ra cái, ổng mới sáng kế chế ra cái kêu mình gà, tức là cái cắt cái đầu cái vỏ bì của R15 á, cắt làm tư ra, cái banh nó ra, cái mặt đầu đó là đút vô cái cũng như có cái gờ cái chốt cái đinh rồi đó, gài nó vô đó là chỗ hộp nổ á, hả, kéo ruột sơ lên á, mà hả bật cái đó thì cái này dẫn xuống hộp nổ. Cho nên nó sau này có cái miền gạt đó rồi á, dài gài rất là dễ. Mình cái chuẩn bị á, mình cầm cái cây, cái que, cái cây nhánh khô ở chỗ nào thì bẻ nhánh khô đó cầm lên dài á, là nó làm sao nó biết được. Đi ngang gạt cái cây á, thì cái này bật ra cái chốt, nó cũng nổ. Còn không thì cột sợi dây cũng được.
nói tóm lại là sao đấy, cho nên đó, là sáng tôi được cái chỉ sáng kế chế cái đó được Phong Anh Hùng đó. Thì tới lúc mà nó đánh lung rồi đó thì nó dân là bắt đầu đi hết, tụi tôi ở trong trụ bán đó cũng cỡ mấy tháng đó, mới bắt đầu rút căn cứ đi vô dùng sâu trong chút. Rồi ở quyền mới thành lập cái dàn đai Việt Mỹ. Dàn đai Việt Mỹ thì du kích các cái xã trong quyền cứ luân phiên nhau, cứ mỗi xã vậy cử 5-10 đồng chí gì đó xuống đây lại cùng với cái du kích của cái mấy cái xã vòng quanh đây thì bám trụ ở đây là cứ Mỹ ló ra đánh, ló ra đánh, đánh lớn không đánh lớn thì đánh nhỏ, đánh bóng tỉa không mấy gà trái, nói tóm lại là trụ bám đây chứ không có bỏ đi. Thì trong đó cơ quan tôi lúc sau là về đóng cái bộ chứa kìa, là cũng ở chung với anh em đó. Rồi trên có cử một đại đội đặc công, đại đội đó đại đội 5 đặc công mà cái của tiểu đoàn gia đình. Thì như vậy là cái đại đội 5 đặc công đó tôi có bạn cũng thân ở Hải Phòng, giờ bệnh quá trời không biết sống ai chết ma gì đây. Thì bữa đó bữa tôi nói cô Yến bữa chủ nhật á là anh em ở đây á mới làm cái đám giỗ cúng anh em mà hồi đó hoạt động ở đây mà chết thì rải rác không đúng một ngày, nhưng mà đều tập trung cúng một ngày ngày bữa chủ nhật rồi nè, bữa 13 tay. Bữa tôi có nói cô còn ở Hà Nội chưa vô được, thì anh bà con đây cũng đóng góp lại rồi cúng nói, chứ anh em ở xa xôi mà vô đây chiến đấu cũng vì là đất nước mình, rồi cũng hy sinh ở đây mình, bà con đây cũng thương lắm. Hồi trước còn ở đây thì coi như con em mình chứ không có nghi ngờ, không có phân biệt cái gì hết đó. Thì như vậy là ở tôi ở đó thời gian thì hồi đó là Mỹ mà nó ra khỏi cái hàng rào đây, cái lộ 2, cái lộ nãy chỗ đèn đỏ đèn xanh á, nó đi là qua tới đồng ruộng đó là bị bắn mấy chập rồi đó, cũng quần quần đây về chứ không có đi nhà nữa. Rồi anh em du kích đó thì đóng ở sân mới, cách ở đây nếu đường thẳng cũng cỡ cây số thì bao nhiêu. Rồi cái đại đạo đặc công cũng đóng ở đây, cứ chiều thì đi vô đồng ruộng trinh sát. Thì hồi đó nó đúng ra tôi cũng không biết, tưởng đâu anh em là vô đó đánh liền, nhưng mà sau đó mấy anh em mới nói lại, cũng như vô trinh sát là phát hiện kho tàng của nó bom đạn hay là xăng dầu gì đó phát hiện rồi làm dấu, chứ vô nó chôn nó giấu khó kiếm lắm, thậm chí có bữa là phải nằm trong đó luôn để mà ban ngày đó lên băng dấu mấy nhà kho nó nằm. Rồi ban ngày đó thì là rình coi nó xuất kho nó lấy cái gì ở đâu mới biết, chứ còn miếng đất trống rồi làm nào hầm rồi tối mình vô đâu có biết đâu cái kho của nó đâu. Cho nên mỗi đợt có cái chiến dịch gì đó thì hô lệnh đánh đồng dù thì anh em mới vô là mấy cái chỗ đó đặt trái biết rồi để làm dấu đó đặt trái, rồi tới chừng mình ra rồi trái nổ thì bữa đó hưởng ứng cái đợt tấn công gì vậy đó. Thì mình hầu chưa biết, mình nói sao mấy ông này hay quá vô cái đánh được, nhưng mà thực tế là điều nghiêng là có khi 1-2 tháng rồi đó là cái đại đội đó ở đây chuyên môn thì đánh, đại đội hy sinh ở đây cũng tính này cũng hàng chục người hy sinh ở ngoài thôi, chứ vô đồng dù thì hình như là không có hy sinh. Bác đang nói cái đại đội 5 đặc công. Cái thời kỳ kinh tế khó khăn rồi cũng không ai mà đứng ra mà tổ chức, rồi sau này mới có cái anh đại đội trưởng đặc công mà giờ ở Hải Phòng á, tôi nói nãy đó, thì anh mới tham giờ cúng tụi nó, rồi đề nghị xin xã cái miếng đất ngay cái khu vực đó để xây cái đài tưởng niệm. Thì làm thủ tục rồi mà chưa duyệt,
đất đó thì cũng có cơ sở là đất miễu, đất để xây dựng chắc dễ rồi đó. Thì tí nói cái thời kỳ đó đó là bắt đầu đó, anh em ở đây mới đánh Mỹ vậy á. Còn tụi tôi á là cái ba Bình Dành á thì giết không hiểu, giết không hiểu, giết cho Mỹ luôn, tức là giết tiếng Anh á, là trên đưa những cái mẫu khẩu hiệu gì đó chứ mình không có rành tiếng Anh thì hồi học nó đúng là cũng biết bằng bệ thôi, có tiếng đầu một cái tiếng đó, chứ không có biết nhiều. Nhưng mà đích thân tôi đó là đi gỡ dân họ mua tấm tôn đó, hồi kêu tôn tô bầu là tôn mẫu ẩm mà nó mét vuông rồi đó, về mua sơn rồi viết chữ cắm cái chỗ mà Mỹ hay đi, kêu gọi nó khi gặp quân giải phóng thì cũng xuống đầu hàng, rồi bỏ ngủ về gia đình này kia vậy đó. Rồi đây có tiếp nhận cái truyền đơn của Triều Tiên, ở Triều Tiên, ở đây không có lính Triều Tiên, nhưng mà mấy ổng cũng gửi cái truyền đơn nó về đây, gửi truyền đơn về đây cũng đi đưa xuống mấy cái chỗ mà dù gian đây cũng rải mà đều nó đúng ra truyền đơn nó đẹp lắm. Em đẹp lắm, là đưa tới du kích đó, có khi á, biểu đi rải, ông thấy đẹp quá, ông bỏ túi, ông chơi, ông ra. Mình ra cái địch, mình chưa dướng thì mình dướng trước, cho nên cái chết trái ở Củ Chi này, nếu tính so ra đó, thì cũng là tương đương với là địch đó, chứ không phải ít nữa. Chết trái nhiều lắm, cứ ít ngày nghe này dướng trái mà, nó ấy vậy cho nên cái ở mình ở căn cứ lộn lộn đây mới gài trái gài dữ lắm. Bản thân tôi ngày nào tôi cũng gài 5-6 trái, cứ nó đi càng á, nó đi càng á thì cũng xách trái đi gài, hầu nào cũng mang trong ba lô cũng cỡ 5-6 trái gài đó. Đi gài rồi tới chuyện nó càng qua rồi không nổ thì mình đi gom vô. Rồi có khi á mình gài rồi á là lỡ mình hy sinh đi, hay là thậm chí bị thương rồi không ai đi gom á, thì anh em khác không biết mới dướng đó, nó có cái đó. Rồi căn cứ á là nó bị phát hiện rồi bỏ đi, rồi là trái gài không kịp thu gom thì căn cứ mà không có người ở thì cũng bị. Thì tôi nói cái lúc mà Mỹ nó ác liệt luôn á, tới cái vùng ở An Nhân Tây kìa, là lúc nó gom dân nó đi ném bom á, ngày nào cũng ném bom hết á, mà trước khi ném bom á nó đưa chiếc L-19 lên quần lên trên bầu trời đó, nó phát là cứ quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang trên đường dội bom An Nhân Tây, yêu cầu đồng bào ra khỏi khu vực này, mà ngày nào cũng la vậy hết á. Còn tối á thì nó phát la chiêu hầu về đi ăn mấy đứa con anh đang trông chờ ở nhà, rồi nhiều thứ chuyện lắm mà nó cứ nó kêu gọi rồi nít đồ khóc rồi đủ thứ hết á, nó dở đủ trò chiến tranh tâm lý. Còn tôi ở dưới là thì chiến tranh tâm lý thì nó là kệ nó, mà nó lúc đó nó đi cái khu vực mình đang cứ thấy đường mòn thì đánh bom, mà đánh bom riết đường mòn cứ đi hoài đâu có biết đâu đánh, mà cứ đường mòn mà có cái đường tẻ vô đó thì nó đầu đánh nó nghi nó đánh. Cho nên sau này á, cứ cái đường mà mình tẩy vô đó thì ngụy trang thiệt kỹ đó. Cho nên nó thấy cứ đường mòn đi thẳng không, nó không biết đâu đánh hết. Đó là cái lúc mà nó tập trung, nó đánh bom, nó kêu mình nó tát dân, nó tát cho hết mà. Tất cả bắt được ở tất cả. Tôi đó, cái lúc mà về ở Phú Hòa Đông, về ở Phú Hòa Đông á thì cái trần càng Seraphon đó, trần càng Seraphon đó nó đúng ra đó, cái nhận định của mình nó cũng chưa có biết làm sao, cho nên đó là đầu tiên á thì nó lúc trước mà nó cứ càng bình thường á thì qua sâm Sài Gòn á, qua ở theo mấy cái rạch đó, thì bữa đó là nó nghe tin trên báo là ngày mai nó sẽ càng, thì đêm đó tụi tôi mới thu gom này hay là nó mới qua xong rồi á, lúc đó mình á là thuộc loại lính mà chiến sĩ mà đâu có biết cái nhận định sao, qua xong
cái máy vừa tới chỗ cái máy ảnh vừa quanh về, quanh về chung đề đạo, mới quanh về. Quanh về thì bữa sau đó sáng hôm ơi đó thì nó càng vô dựa cái bìa xăm đó Mỹ càng, còn ở trong này á thì Mỹ thì tụi tôi chung đề đạo, Mỹ nó phát hiện được hầm, được cái miệng đề đạo, nó đánh trái ngạt, đánh hơi đạp xuống, nhưng mà cái đề đạo thì nó đúng ra là nó đánh không ăn nhầm gì mình gì hết á. Nhưng mà anh em đông quá, bữa nói chung cái hầm đó cũng khoảng 50-60 người á, thì người ta cứ la không mà cũng có chết ngạt mấy người. Cứ tôi thì tôi vô ở đoạn trong, cách cái miệng cũng có chừng 30 mét, tôi nằm trong đó, còn anh em nó thì ở ngoài tới miệng, tới chừng nó đánh ra ngoài dồn vô, mà cứ ở sâu sâu vô trong chút, có cỡ chừng 20 mét thì không chịu đi, thấy còn an toàn đâu có đi, rồi ở ngoài cứ hối, mà mấy ông mà la luôn từ nào là chết chừng nãy. Thì bữa đó đơn vị của 30 dạng khu đó, chết người nằm kế tôi, mà ông cứ la, ông cứ la mệt đó, tôi nói anh mệt anh nằm im re đi chứ anh la hai người chết, đốt đèn đâu có được, bật lên nó không có không khí mà đâu có cháy. Rồi tôi thấy vậy á, anh em biểu đi, cứ mấy người trong á nó không biết đường đi, là còn trong tôi nữa không biết đường đi, tôi thấy tình hình đó tôi thấy không được, tôi mới nói tôi mới đi, tôi nói anh em né ra cho tôi đi, tôi biết đường. Thực tế tôi cũng không biết đường địa đạo, là không biết đường, nhưng mà biết nguyên tắc của nó, là đi theo đó là ra tới đường cái rồi đó, cũng như đại lộ rồi đó ha, là đi chừng nào mà thấy có cái nhánh vô, có khi nhánh vô chừng 2-3 mét lên cùng, nhưng mà thực tế nó có cái nắp đi xuống, có cái nắp đi xuống dưới là mới đem chung vô cái miệng lên. Thì bữa đó tôi mới đi qua, tôi dắt đi qua, tôi đi cũng cỡ chắc cũng cỡ 500 mét có, mà 500 mét dưới nếu mà so trên bộ